Tiền Việt mất giá, 3 việc cần làm ngay để bảo vệ tiền của bạn. Mến chào quý vị đang theo dõi kênh Phú Quý Tài Lộc. Thưa quý vị, nếu thường xuyên cập nhật tin tức về nền kinh tế Việt Nam, bạn sẽ nhận thấy tình hình thị trường trong và ngoài nước năm 2024 đang có nhiều biến động. Đồng tiền Việt Nam tiếp tục mất giá mạnh, tỷ giá giữa đô la Mỹ và tiền Việt Nam đang gần chạm ngưỡng 25.000 đồng trên 1 đô la Mỹ. Theo tính toán, tiền Việt Nam đã mất khoảng 5% giá trị so với đô la Mỹ trong năm 2023. Tỷ giá Việt Nam đồng và đô la Mỹ trong tháng 01 năm 2023 là 23.500 đồng USD, so với tháng 01 năm 2024 là 24.600 đồng USD. Trên thị trường chợ đen, tỷ giá này còn chạm ngưỡng 25.000 đồng USD. Hiện tại, đồng Việt Nam đang được xếp vào nhóm các đồng tiền có mệnh giá thấp nhất thế giới, chỉ cao hơn đồng Rial của Iran một chút. Bên cạnh đó, việc giá vàng tăng cao trong thời gian qua và lãi suất ngân hàng giảm sâu ở mức kỷ lục đã khiến đồng tiền Việt Nam tiếp tục trượt giá. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu việc đồng tiền Việt Nam mất giá có khiến chúng ta nghèo đi hay không và phải làm gì để bảo vệ tài sản trong bối cảnh đồng tiền liên tục mất giá như vậy? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Tiền mất giá là gì? Nguyên nhân nào khiến tiền Việt Nam mất giá? Trước tiên, cần hiểu rõ khái niệm tiền mất giá. Tiền mất giá là hiện tượng khi đồng nội tệ Việt Nam đồng giảm giá so với các loại tiền ngoại tệ như đô la Mỹ, bảng Anh hoặc so với vàng. Lấy ví dụ, thông thường 1 đô la Mỹ có thể đổi được khoảng 23.000 Việt Nam đồng, nhưng khi đồng tiền nội tệ mất giá, 1 đô la Mỹ sẽ đổi được khoảng 25.000 đồng. Vậy nguyên nhân nào khiến cho đồng tiền bị mất giá như vậy? Có 3 nguyên nhân chính mà chúng ta có thể kể đến. Thứ nhất, đó chính là ảnh hưởng của lạm phát. Theo thống kê của Bộ Tài chính, chỉ số lạm phát cơ bản năm qua ở Việt Nam ở mức 4,5%. Nghe con số thống kê này có thể bạn sẽ thấy mơ hồ. Vì vậy, hãy nhìn vào con số thực tế khi bạn trực tiếp đi chợ mua con cá, mớ rau hay miếng thịt. Trước đây, bạn cầm 500.000 đồng đi chợ làm vài vòng, tay xách nách mang về đến nhà vẫn còn tiền. Nhưng bây giờ thì sao? Nhiều khi cầm tờ 500.000 đồng, thậm chí là cả triệu đồng đi chợ nhưng vẫn bị thiếu tiền. Nếu không mang dư thêm thì chắc chắn phải ghi sổ vài cô tiểu thương. Bên cạnh đó, giá điện tăng, giá nước sinh hoạt tăng, giá xăng cũng tăng đã ảnh hưởng đến tất cả mặt bằng giá chung của mọi ngành hàng hóa tiêu dùng. Ngay đến cả cốc trà đá của bà hàng nước đầu ngõ cũng tăng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng. Điều này đủ để bạn hiểu mức độ lạm phát đang ở mức nào. Nguyên nhân thứ hai khiến tiền Việt mất giá là do ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ lãi suất và bơm tiền ra thị trường. Hiện nay, lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp kỷ lục. Áp lực từ việc ngân hàng Việt Nam liên tục hạ lãi suất đã khiến độ hấp dẫn của tiền Việt giảm xuống một cách đáng kể. Chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước cũng liên tục bơm tiền vào thị trường, ước tính sẽ có khoảng thêm 2 triệu tỷ đồng được bơm vào thị trường trong năm nay để đảm bảo hạn mức tăng trưởng tín dụng 15%. Điều này cũng bị ảnh hưởng một phần từ các đại án kinh tế lớn xảy ra trong những năm gần đây. Lượng cung tiền lớn sẽ tạo áp lực lên giá trị của đồng tiền Việt. Theo quy luật cung cầu của thị trường, khi lượng cung quá lớn sẽ khiến cho giá trị tiền Việt giảm sâu. Nguyên nhân thứ ba là người dân đang rất quan tâm đến các kênh đầu tư hấp dẫn khác để trú ẩn thay vì giữ tiền mặt. Hiện nay, nhiều người thay vì giữ tiền mặt đã ưu tiên chuyển tiền của mình sang vàng, đô la Mỹ hoặc bất động sản để giữ giá trị tài sản, tránh khỏi lạm phát và sự mất giá của đồng tiền. Tại Việt Nam, dường như cơn bão tồi tệ nhất với nền kinh tế đang trực chờ ập đến. Bạn có thể thấy rõ điều này khi hàng loạt các cửa hàng phải đóng cửa, trả mặt bằng, nhiều doanh nghiệp, công ty tuyên bố phá sản vì không đủ khả năng duy trì hoạt động. Một số còn lại tuy vẫn hoạt động nhưng phải cắt giảm nhân sự. Thế nên, nếu hiện tại bạn vẫn đang có một công việc và nhận lương đúng hạn mỗi tháng thì xin chúc mừng bạn vì bạn đang nằm trong số những người may mắn. Cần làm gì để bảo vệ tiền của chúng ta? Trước tình hình kinh tế như vậy, câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra là cần làm gì để bảo vệ đồng tiền của chính mình trong thời buổi kinh tế khó khăn, đồng tiền mất giá như hiện tại. Có rất nhiều cách khác nhau mà bạn có thể thực hiện để bảo vệ tài sản của mình, nhưng ba cách mà tôi liệt kê sau đây có thể xem là an toàn nhất và tránh được nhiều rủi ro nhất. Hãy tiếp tục theo dõi và áp dụng ngay, quý vị nhé! Cách thứ nhất cũng là cách an toàn nhất, đó chính là thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua những món đồ nhập khẩu. Như tôi đã nói ban đầu, 500.000 đồng đi chợ bây giờ không đủ để chúng ta mua sắm phục vụ cho gia đình. Vì vậy, nếu bạn không nghiêm túc kiểm soát chi tiêu thì việc bạn nghèo đi chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2023 vừa qua, mỗi ngày có đến hơn 600 doanh nghiệp phải tuyên bố đóng cửa. Tính đến thời điểm hiện tại, số doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh đã lên đến hàng trăm ngàn trên khắp cả nước, kéo theo đó là tỷ lệ người thất nghiệp cũng ngày một gia tăng. Dù cho chính sách tài khóa của Ngân hàng Nhà nước đã và đang được thực hiện để hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, hạ lãi suất để các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Tình trạng nhân viên tại các công ty, doanh nghiệp, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất bị cắt giảm lương, thậm chí bị nợ lương nhiều tháng, nhiều năm là rất phổ biến. Chính vì thế, việc thắt chặt chi tiêu là điều bạn cần phải làm ngay từ bây giờ. Hãy bắt đầu từ việc hạn chế mua sắm những món đồ không cần thiết, các xa xỉ phẩm hay đồ nhập khẩu. Năm nay, bạn chỉ nên mua những món đồ mà mình cảm thấy thực sự cần thiết và tốt nhất là mua những sản phẩm nội địa. Lý do là vì tỷ giá đô la Mỹ cao sẽ khiến cho những đồ nhập ngoại đắt đỏ hơn so với bình thường. Dân Việt mình xưa nay vốn đã xính ngoại vì nghĩ hàng ngoại mới là hàng chất lượng, nhưng ở thời điểm hiện tại thì hãy cân nhắc. Đây cũng là dịp để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, đồng thời thúc đẩy cán cân tỷ giá nội tệ, giúp giảm thiểu sử dụng đồng đô la Mỹ, tăng giá trị Việt Nam đồng và đưa đất nước ta ngày một giàu mạnh hơn. Đã đến lúc bạn nên tiết kiệm đồng tiền trong túi một cách khôn ngoan. Cách thứ hai là hãy gửi tiết kiệm ngắn hạn. Nếu bạn đang có một lượng tiền mặt mà không biết hoặc không có ý định đầu tư gì, thì tốt hơn hết là hãy mang nó đi gửi tiết kiệm, chứ không nên để không. Mặc dù lãi suất ngân hàng hiện nay đang ở mức thấp kỷ lục, nhưng tôi vẫn khuyên bạn nên gửi ngân hàng. Bởi vì gửi tiền mà có thêm chút lãi còn hơn là để không, vừa chẳng có ích gì, lại dễ thâm hụt và còn sợ bị trộm cắp. Hơn nữa, gửi tiết kiệm cũng là một cách để chúng ta chống lại lạm phát, cũng như sự trượt giá của đồng tiền. Chẳng hạn, hiện tại bạn đang có 100 triệu tiền mặt cất trong két. Sau 6 tháng hay 1 năm, khi vật giá leo thang, 100 triệu đó giá trị của nó đã không còn như ban đầu, cho dù đó vẫn là cọc tiền 100 triệu. Trong khi đó, nếu bạn mang 100 triệu này đi gửi tiết kiệm, thì sau 6 tháng nó đã sinh thêm được một khoản lời kha khá. Đó là lý do vì sao mà lãi suất ngân hàng thấp nhưng lượng tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng của người dân vẫn đang ở mức rất cao, lên đến 13,7 triệu tỷ đồng. Bạn hãy nhớ là gửi tiết kiệm mà tôi nhắc đến ở đây là gửi tiết kiệm ngắn hạn chứ không phải là dài hạn, quý vị nhé. Bởi vì người ta nói trong nguy thì luôn có cơ. Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, sẽ xuất hiện cơ hội bất cứ lúc nào để bạn mua tài sản với mức giá tốt, thậm chí là mức giá bèo. Gửi tiết kiệm ngắn hạn cũng là cách tối ưu phần lãi và sẵn sàng rút tiền để mua ngay tài sản giá tốt khi cơ hội ập đến. Bên cạnh đó, để cân bằng giữa tỷ giá nội tệ và đô la Mỹ, sớm muộn gì Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có những chính sách tăng lãi suất nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư và tránh chảy máu tiền tệ ra bên ngoài. Do đó, thời điểm này nên chọn gửi tiết kiệm ngắn hạn để nhanh đáo hạn và gửi kỳ hạn mới với lãi suất cao hơn. Giờ thì bạn đã hiểu lý do tại sao mọi người nên gửi tiết kiệm ngắn hạn với lãi suất thấp ở giai đoạn này, đúng không nào? Cách thứ ba là tìm những kênh trú ẩn khác để giữ tiền và nhân tiền. Tỷ phú hàng đầu thế giới Warren Buffett có một câu nói nổi tiếng: hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác đang sợ hãi. Câu nói này rất đúng trong thời điểm hiện tại. Nếu bạn đang tìm kiếm một công thức để thành công thì hãy bỏ cuộc đi vì chẳng bao giờ có một công thức cố định nào cả. Tất cả những người giàu có trên thế giới đều luôn muốn bảo vệ đồng tiền của mình trước những rủi ro sắp đến. Lịch sử thế giới đã trải qua nhiều thăng trầm biến cố và những người thành công, giàu có, thay vì để tiền của mình ở nguyên một chỗ, họ luôn chọn đầu tư như một cách khôn ngoan để bảo vệ tiền và tạo ra siêu lợi nhuận. Khi giá trị tiền giảm xuống, đa phần chúng ta nên chuyển sang mua hàng hóa giữ giá trị để bảo vệ tài sản. Một trong những hàng hóa luôn giữ giá trị và được nhiều người lựa chọn lúc này chính là vàng, bởi vàng được xem như đồng tiền thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau đô la Mỹ về tính thanh khoản. Bên cạnh đó, vàng còn được phân chia nhỏ lẻ nên rất dễ mua sắm và lưu trữ. Bạn không cần phải có quá nhiều tiền để sở hữu vàng. Nếu bạn có ít tiền, hãy mua vàng chỉ, nếu có nhiều tiền hơn, hãy mua vàng cây. Dù là vài chục năm sau, bạn vẫn hoàn toàn có thể bán vàng mà không sợ bị giảm giá trị. Ngoài vàng, bất động sản cũng được xem là một loại hàng hóa đặc biệt giữ giá trị và là nơi trú ẩn an toàn khi đồng tiền mất giá. Chẳng thế mà các cụ xưa vẫn có câu tấc đất tấc vàng. Ngày nay, đất chật người đông, dân số ngày một tăng thêm, nhưng đất đai lại không thể sinh sôi nảy nở. Vì thế, đất đai chính là loại hàng hóa có giá trị tăng theo thời gian. Có những mảnh đất khi mua, chẳng ai nghĩ nó có giá trị đến như vậy, nhưng sau một thời gian, nó lại làm nên một cơn sốt đất. Đó chính là một quy luật trong bất động sản. Ở thời điểm hiện tại, bạn có thể thấy kênh đầu tư bất động sản đang trầm lắng, nhưng đây cũng có thể là cơ hội cho những ai có nhu cầu sở hữu bất động sản và tích lũy tài sản giá rẻ. Kênh thứ ba để giữ tiền và nhân tiền chính là chứng khoán. Trong năm 2023 và bước sang năm 2024, thị trường chứng khoán đã và đang có dấu hiệu tạo đáy. Tuy nhiên, quy luật là vậy, bất cứ cái gì khi đã chạm đáy thì chắc chắn sẽ nhích lên dần dần. Như vậy, xét về cơ hội, chứng khoán là kênh tiềm năng cực tốt để bạn nhân tiền trong vài năm tới khi kinh tế phục hồi. Thị trường chứng khoán cũng được xem là kênh sớm nhất phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư và nền kinh tế. Bằng chứng là khởi đầu tháng 01 năm 2024, chỉ số VN Index đang phục hồi rất tốt ở vùng 1.100 điểm và cũng là vùng có nhiều triển vọng. Nếu bạn đang có ý định và mong muốn đầu tư vào những công ty tốt, thì đây chính là cơ hội để sở hữu những mã cổ phiếu tốt với giá trị thấp hơn giá trị thật. Hãy mua các mã cổ phiếu tốt trong năm 2024, ngay cả khi thị trường tồi tệ nhất, và chờ đợi đỉnh tiếp theo của thị trường để chốt lời trong năm 2025 đến 2026. Bạn thấy đấy, thị trường luôn khốc liệt với những biến động không ngừng trên thế giới và tại Việt Nam. Dù giá trị đồng tiền Việt đang giảm và có vẻ chúng ta lại nghèo thêm một chút, nhưng đây cũng là dịp để bình tĩnh và nhìn lại những gì đang diễn ra. Đầu tư vào kiến thức, không bao giờ lo thua lỗ. Có rất nhiều cách và có rất nhiều kênh để bạn có thể đầu tư, nhưng đừng quên một điều quan trọng rằng trước khi quyết định đầu tư vào đâu, thì đầu tiên là hãy đầu tư vào kiến thức, bởi vì đó là khoản đầu tư không bao giờ thua lỗ. Trong bối cảnh kinh tế đầy biến động và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc đầu tư vào kiến thức được xem là một chiến lược thông minh và bền vững nhất. Kiến thức không chỉ mở ra những cơ hội mới, mà còn giúp chúng ta đối mặt và vượt qua những thách thức, khủng hoảng một cách hiệu quả. Thứ nhất, kiến thức là nền tảng cho mọi quyết định sáng suốt. Dù bạn là nhà đầu tư tài chính, doanh nhân hay người lao động, việc trang bị cho mình kiến thức về lĩnh vực đang hoạt động sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng, rủi ro và cơ hội. Ví dụ, một nhà đầu tư chứng khoán với kiến thức vững chắc sẽ biết cách phân tích thị trường, lựa chọn cổ phiếu tiềm năng và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý, giảm thiểu rủi ro. Thứ hai, kiến thức giúp nâng cao giá trị bản thân. Trong thời đại công nghệ 4.0, sự thay đổi và cập nhật liên tục của kiến thức mới là yếu tố then chốt để không bị tụt hậu. Những người liên tục học hỏi và phát triển kỹ năng mới sẽ luôn có lợi thế trong công việc, dễ dàng thăng tiến và đạt được những mục tiêu cao hơn. Thứ ba, kiến thức là tài sản không thể mất. Tiền bạc, tài sản vật chất có thể mất đi do biến động thị trường, thiên tai hay rủi ro bất ngờ, nhưng kiến thức thì không. Một khi đã sở hữu, kiến thức sẽ luôn đồng hành, trở thành công cụ đắc lực giúp bạn vượt qua khó khăn và xây dựng thành công bền vững. Cuối cùng, đầu tư vào kiến thức không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn góp phần phát triển xã hội. Những người có kiến thức sâu rộng và kỹ năng chuyên môn cao sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng, thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật và cải thiện chất lượng cuộc sống. Xin bạn hãy nhớ rằng dù đầu tư vào kênh nào thì đều cần phải dựa trên tình hình cụ thể của bạn và kiến thức về thị trường tài chính. Đối với những quyết định đầu tư lớn, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính hoặc tư vấn đầu tư để có quyết định sáng suốt và đúng đắn nhất quý vị nhé. Ở phần cuối của video, mời quý vị theo dõi truyện ngắn Bức Tường Rào, tác giả Văn Giá. Mong quý vị có những phút giây thư giãn và chiêm nghiệm được nhiều điều thú vị từ tác phẩm. Lão Tính phải nhờ mấy đứa trẻ nó trèo lên bè cho một buổi thật lực mới hết. Trước đây, khi chưa có bờ tường rào, ai đi qua cũng trèo lên hái hoặc lấy gậy đập, nhất là đám trẻ trâu, chúng vặt trộm cho đến sạch thì thôi. Mỗi khi thấy động, có tiếng chó sủa, lão Huấn lần sờ ra tới nơi thì chúng cũng đã tẩu thoát tận đầu đâu rồi. Lão thẫn thờ lấy máy gọi cho người em trai tên Hành, hiện đang sống với vợ con ngoài phố. Từ đấy về quê, dễ cũng đến 5-60 cây. Nhưng quãng đường ngần ấy đối với ô tô thì bõ bèn gì. Alo, chú đấy à? Chú Thím sắp xếp hôm nào về được, báo trước, anh nhờ người vặt xấu cho. Ừ, thì tính sớm nhé, để già quá, nó rụng, với lại làm xấu dầm cũng mất ngon. Chả biết hôm nào chú Thím ấy mới về, mỗi lần ra vườn, nhất là phía nửa vườn của Hành, nơi có mấy cây ăn quả lâu niên là lão lại thấy động lòng. Lão hay nhớ về bố mẹ, nhớ về tuổi thơ lấm láp của anh em lão. Thế mà tính từ lúc vợ chồng Hành xây tường rào, bây giờ có dễ đến già năm. Lão Huấn ngồi đối diện với Hành bên bàn nước. Đã ngồi từ bao lâu mà chả thấy ai nói với ai câu nào. Mãi sau mới nghe thấy tiếng của Hành. Bác đừng nghĩ em chắc lép, chẳng qua bây giờ anh em mình già rồi. Mà các cháu thì cũng đã lớn, đời người ta biết thế nào. Ngộ nhỡ sau này anh em mình có ngã ra đấy, chúng nó cũng đỡ phải cãi nhau. Thì tùy chú mà, tôi có ý kiến gì đâu. Vâng, thế để mai em gọi thợ vào cho nó làm nhé. Mốc giới thì cứ thế bác nhỉ. Thì ngày xưa còn bố bảo thế nào cứ thế mà làm. Nói đến bố, giọng lão Huấn khê đặc lại. Ông bà cụ sinh ra có hai anh em trai. Bà cụ đã mất từ lâu, ông cụ mới mất. Vừa mới qua 100 ngày bố mà nó đã dở dói ra làm bờ tường rào. Lão Huấn thấy có gì không phải với vong linh của bố. Ở cái nhà quê nghìn đời nay, khi bố mẹ mất, nếu chưa dỗ đầu, thì mọi công to việc lớn của các con trong nhà là không được động đến. Thí dụ làm nhà dựng cửa, cưới vợ cho con, chuyển mồ chuyển mả, chẳng hạn. Ngày ông cụ còn, không ít lần, trong bữa ăn, cụ thường hay than rằng bố lo nhất khi ta chết đi, các con không giữ được đoàn kết, thì không gì nhục bằng, rằng nhà mình từ xưa tới nay giấy rách giữ lấy lề, không bao giờ được phép họ nhà tôm cứt lộn lên đầu. Mỗi khi nghe thế, Hành lại tếu táo, bố cứ lo bỏ trắng răng. Chúng con đâu đến nỗi nào, đâu khác có đó, bố. Có lần ông cụ nói riêng với lão Huấn, tao lo là lo cái thằng hai thôi, nếu chẳng may mất anh mất em thì chỉ có là ở nó. Tính nó không được thật thà, ngay thẳng như con, nó lại hay ngỗ ngược. Huấn nghe bố nói thì biết vậy, chứ cũng chẳng nghĩ xa nghĩ gần. Bây giờ kiến giả nhất phận, mình có nói, chúng nó lại ghét cho. Thôi thì chú muốn làm gì thì làm. Lão cứ thấy trong lòng như kiến bò, nhưng bảo phải đi đâu, làm gì, lão cũng chẳng biết nữa. Lão thở dài, với tay lấy cái điếu cầy để dưới gầm bàn. Lão chậm rãi châm lửa hút, tư lự nhả khói. Bây giờ bọn trẻ chúng nó nghĩ khác lắm. Chưa kịp nói chuyện cho ra đầu ra đũa, thế mà thằng con trai lão đã bảo bố mẹ cứ để chú ấy xây tường, làm sổ đỏ. Đằng nào chẳng phải làm. Bố tính, chuyện đất cát không chỉ có chú ấy, còn vợ con chú ấy. Mà đất đai, xét về luật là đất chung của các thành viên trong nhà. Khi mua bán, chuyển nhượng là phải có chữ ký của tất cả các thành viên. Ngộ nhỡ sau có chuyện gì, cứ để chú ấy tính thế nào cho nó tiện đường pháp luật. Con là con ủng hộ. Nghe thế, lão gắt nhẹ, thì tao có nói gì đâu, mẹ mày cũng thế. Chúng tao chỉ muốn là để sau khi dỗ đầu ông nội xong thì muốn làm gì thì làm, ai nói. Nhưng bây giờ mà làm cứ thấy nó không thuận. Thằng con bảo, ối dào, con nghĩ chả sao. Chú ấy thấy không sao là không sao. Kệ chú ấy đi. Lão im, chả muốn nói thêm. Từ xưa đến nay, cái sở hữu đất đai của người nông dân là bao giờ họ cũng muốn phân minh. Bản tính người ta muốn thế, muốn giữ trong họ ngoài làng được yên ấm, phân minh là nguyên tắc tối thượng. Vẫn thường nghe nói, mời nhau ăn cỗ, đánh nhau chia phần đấy thôi. Lúc chia phần, từ miếng xôi miếng oản, cỗ thịt đụng, mớ tép nắm rau. Cứ là phải đều tăm tắp, những cái thói cấu véo một tí, xà xẻo một tí là không ai ưa. Bỗng mặt lão ngẩn ra, miệng nhấp nhính như thể trực cười. Thì ra lão nhớ chuyện hồi nhỏ. Ngày đấy, hai nhà ông chú ruột của lão ở liền nhau, vườn vẫn thông sang nhau, chưa có hàng rào. Một chú đi bộ đội, chú khác là em, đi công nhân. Chú đi công nhân thì thường vài ba tháng mới về một lần. Công nhân thời đó thì cũng chả khá giả gì, nhưng thấy bảo chú được làm cái chức con gì đấy, nên cũng có chút ưu tiên tem phiếu vải vóc, thực phẩm, xà phòng, mì chính. Thỉnh thoảng, ông chú xoay sở thế nào mà có cả bột mì, bã đậu mang về. Hai bà thím thì đông con, nuôi lũ con đã đủ bơ phở. Lợn gà, trâu bò, chó mèo của hai nhà vẫn sang nhau. Có lần, luống khoai non mới ra củ bị mấy con lợn háu đói rũi cho tanh bành. Bà thím có chú đi bộ đội về, nhìn xót quá. Đứng bên sân nhà mình chửi đồng, lợn gà thế nào, không nhốt vào, cứ để sang phá hoại thế này thì đê. Ai chịu được. Từ nay không nhốt vào, có phen bà mày đánh cho què chân, lúc ấy đừng có trách. Bà thím có chú đi công nhân nghe tức lắm, cố nhịn. Đến khi thấy bà thím bên kia nói kháy, trông cán bộ sẵn của, không ăn trắng mặc trơn cho nó sướng, mà nuôi lợn nuôi gà làm đê. Gì để làm hại người ta, thím có chồng công nhân mới nhảy xếch lên bảo đồ thối mồm, đồ đều giả, bằng chứng đâu mà bảo lợn nhà tôi sang phá. Bà thím có chồng bộ đội bảo, đừng có già mồm. Cần bằng chứng à? Bằng chứng là cục cứt lợn đấy. Cứt lợn của cái nhà cho ăn bằng bột mì bã đậu nó chả thối dinh lên, chứ cứt lợn ăn rau làm gì có mùi ấy. Còn già mồm nữa không? Cuộc cãi nhau kéo dài dễ đến nửa tiếng đồng hồ, rồi cả hai bà thím tự chán tự thôi. Lão lại nghĩ đến chuyện hôm nay. Thôi thì, khi cùng Lý ra thì thằng chú nó rào rậu vào cũng là phải nhẽ. Mặc dù lão vẫn cứ thấy tuổi thế nào. Ngày còn sống, cụ ông có lần bảo, u chúng mày chẳng may mất sớm. Ta nuôi hai anh em chúng mày. Thằng cả đi bộ đội, thiệt thòi, không được học hành gì, về làm nông dân. Thế cũng là có phần thua thiệt. Còn thằng hai, may mà được học hành tử tế, có công ăn việc làm ổn định. Bố thì nghèo, chả có gì cho các con. Ta tính, vườn tược đất đai tuy không có nhiều, nhưng cũng được hơn mẫu. Ta định chia ra làm 3 phần. Thằng cả con đầu dâu trưởng, phải đảm đương dỗ Tết, nên hưởng 2 phần. Còn thằng hai thì 1 phần. Sử dụng thế nào thì tùy, nhưng đừng có bán cho người ngoài là được. Ý bố là thế, các con nghĩ thế nào? Lão Huấn chả nghĩ gì, vốn quen chất phác, lão thấy chuyện ấy rất tự nhiên. Anh cả thì phải lo chuyện hương hỏa tổ tiên, gánh phần dỗ chạp. Tính ra có đến hơn chục cái dỗ lớn bé trong một năm. Mà dỗ chạp cũng phải mời người nọ người kia, chứ lại không ư. Nhất là những người trong họ đứng ra gửi dỗ, không thể không có mặt. Lão được bố chia cho 2 phần thì cũng là điều bình thường. Còn chú Hành lấy vợ con, định cư ngoài phố, nhà cửa cũng đã có rồi. Riêng Hành thấy có gì chưa thông lắm. Đã đành bác cả thì gánh vác trách nhiệm gia đình, lo dỗ lo chạp, nhưng được hơn hẳn 1 phần, kể ra Hành cũng có tí thiệt. Mà mỗi khi đám dỗ, Hành cũng vẫn góp ít nhiều, chứ có phải kéo cả nhà về ăn không đâu. Nghĩ thế nhưng Hành không dám nói. Hành về bàn với vợ và thằng con trai lớn. Vợ Hành vốn người ở phố, từ lâu đã tự xác định không nên quan tâm quá kỹ đến chuyện nhà chồng. Được hỏi, chị vợ bảo, tùy bố con, anh em nhà anh, em không tham gia. Đất thì cũng quý đấy, nhưng ở tận xó đây, làm gì với nó bây giờ? Làm nhà để về ở thì không rồi, bán thì ông đã cấm bán cho người ngoài. Thế thì bán cho ai? Thằng giai lớn bảo, mẹ nghĩ thế đơn giản quá. Đất để đấy là mỗi năm sinh lãi, chả mất đi đâu. Khi nào không thích thì bán. Đất của mình, bán cho ai chả được, ai cấm được nào, kể cả ông nhá. Chị vợ cãi, mày nói thế ai nghe, cũng phải nể bác cả chứ, đâu có bán giáo hoành được. Ôi dào, nói chuyện các cụ mệt lắm. Thằng con giai tỏ ra khôn lỏi, thôi thì bây giờ bố mẹ cứ cho xây lên cái bờ tường quay lại, rồi tính trồng cây gì thì trồng, không thì cứ để đấy, sẽ có ngày được giá. Đất là vàng đấy ạ. Vợ chồng lão Hành nghe ra cũng là phải. Việc đầu tiên, trước khi có ý định xây tường quây, Hành gặp bác cả bàn chuyện làm sổ đỏ. Trước đây, đã có lần thằng con giai nhắc, nhưng Hành ngại, cũng vì lười nữa. Bởi thủ tục nhiêu khê lắm, thời gian thì chẳng có nhiều. Hành chậc lưỡi, kệ. Bây giờ, việc nó đến, làm cái sổ đỏ cho dứt điểm luôn đi. Việc này cũng lại phải thưa chuyện với vợ chồng bác cả. Hôm ấy là trưa chủ nhật, Hành về quê. Hành dặn trước bác cả nhắc thằng cháu giai con bác ở nhà, đừng đi đâu vắng. Cơm nước xong, Hành mới bảo em muốn làm cái sổ đỏ cho nó xong. Nó chỉ như một thủ tục thôi, cũng là tiện về lâu về dài sau này. Nghe xong, bác cả bảo ừ thì chú làm, chứ có gì phải ngại đâu. Bây giờ lên xã, đem theo số sách giấy tờ, bảo người ta về đo đạc, sau đó cấp sổ chứ có khó khăn gì. Vâng, thì em cứ thưa trước với bác thế. Ngần ngừ lúc, Hành lại bảo, cái việc sổ đỏ thì không có gì. Ý em muốn nói lại, nhân cái đà này, em cho xây tường rào lại cho nó gọn ghẽ. Xây xong, thì gửi bác trông nom, bác muốn trồng gì thì trồng. Bao giờ chúng em tính vào việc hẵng hay. Từ nãy tới giờ, bà chị dâu mới cất tiếng, tôi nói với chú, có nhà tôi ở đây. Chả biết anh em chú nghĩ thế nào, chứ bố mình vừa mất xong, mới có mấy tháng, mà đã dở dói ra xây cất, người ngoài người ta cười cho, ai không biết lại cho là có chuyện tranh chấp gì. Tôi thấy để sau khi dỗ đầu bố xong, chú có xây xướng gì thì đã làm sao. Hành đáp, bảo sao thì cũng chả làm sao. Nhưng bác nói thế cũng có phần có lý. Em sẽ bảo nhà em với cháu, thôi thì để lùi sau chút cũng được. Từ nay đến lúc dỗ bố cũng chỉ già nửa năm nữa chứ mấy. Lão Huấn nghe thế, cũng gật gù, ừ, nhà tôi nó nói thế cũng là phải. Hành cướp lời, riêng cái việc làm sổ đỏ thì em cứ tiến hành trước vậy. Khi trở về, Hành đem chuyện nói với vợ con. Thằng con giai lớn nó bảo bố dở quá, đã tính là làm luôn. Nhà còn bao việc, đằng nào chả xây. Xây trước xây sau vẫn là xây. Thôi, không phải nghe các bác ấy, bố về cho xây luôn. Xây xong rồi làm sổ đỏ một thể, rồi còn phải lo việc khác. Chứ cứ suốt ngày lo cái sổ đỏ, cái bờ tường rào đến phát bận cả người. Được cái đứa vợ nó cũng hùa vào, thì thứ bảy, chủ nhật tới, anh đưa ông về mà triển khai làm luôn, chứ chờ ông thì biết đến bao giờ. Thằng con giai nghe vợ nói, mặt khoạm lại. Tính nó từ xưa tới nay vẫn thế, lười chảy thây, chả muốn động chân động tay vào việc gì. Hành nghĩ, con nó nói cũng là phải. Xây xướng thế nào, nó đâu cần biết. Nó như là khoán cho bố nó. Nó chi tiền, bố chỉ việc trông coi. Cứ thế mà làm, không tính lại nữa. Nó bảo vậy. Cái hôm Hành cho khởi công xây tường rào, bà chị dâu tức lắm. Hành đưa cho bà ít tiền, bảo đi chợ về làm giúp bữa cơm trưa cả nhà cùng ăn. Bà chị dâu mặt lầm lầm, miễn cưỡng cầm. Phận dâu nhà này chỉ biết phục tùng, chứ chẳng mấy khi dám lên tiếng. Đã nói rồi, nó chả nghe thì thôi. Họ hàng, thiên hạ cười thì cười nó chứ cười gì mình. Nó mang tiếng người có học, ăn cơm thiên hạ thế mà cạn nghĩ. Lão Huấn đi thẩn thơ trong vườn. Phía bên này là phần vườn nhà Hành. Chỉ sau vài hôm nữa thôi là riêng rẽ vườn ai nhà nấy. Bao nhiêu cây trái có từ thời ông cụ trồng, nay đã cao lớn. Trong số những cây bưởi, cây ổi, cây mít, có cây sấu rất to. Lão còn nhớ như in, hôm trồng cây sấu, hai anh em lão đang còn bé, theo bố ra vườn. Bố bảo, bố trồng cho Huấn cây sấu, trồng cho Hành cây mít, để lớn lên mỗi khi ăn quả, nhớ bố nhớ u nhé. Huấn không nói gì. Hành đành Hành bảo, con thích cây sấu cơ, cứ thèm mít, cho anh Huấn cây mít bố nhé. Bố giải thích qua quýt rằng Huấn làm anh, nên cây sấu phải là của anh, bởi vì nó to hơn cây mít. Nghe thế, Hành lăn ra đất giãy giụa, khóc lóc. Bố đành làm hòa hai anh em, thì đổi, thằng anh cây mít, thằng em cây sấu. Bây giờ cả hai cây đều to gộc. Cây mít này thuộc loại mít mật, không ngon. Cây sấu thì sau 3-4 năm đã trổ mã, sai quả. Giờ thì to như cái cột nhà, sum xuê cành lá, xanh mướt quanh năm. Có hôm một mình làm vườn, lão Huấn lẩn thẩn nghĩ, thì ra con người ta có phận. Lão lớn lên đi bộ đội, suốt 6 năm, cực khổ trăm bề, hòn tên mũi đạn, may mà còn giữ được cái gáo trở về, làm một anh nông dân thứ thiệt. Cái năm lão xuất ngũ, cả nước đói. Ông cụ bảo, bố vẫn giáp tâm cho cả hai anh em ăn học, khi nào không học lên được nữa thì thôi. Nhưng thằng cả bây giờ ra quân cũng lỡ làng rồi, còn thằng hai thì cố mà học hành, chả được hai thì cũng phải có một thằng đại học. Chứ chả lẽ cả hai chúng mày theo đít con trâu cả đời à? Cho nên thằng Hành cố mà học. Bố không học thay được, chứ chịu khổ thì bố quen rồi. Bây giờ có thằng cả đỡ đần nữa, bố cũng chẳng lo. Đồng đất này, cứ chịu khó, vẫn đủ cái ăn. Cố mà học cho bằng anh bằng em, con nhé. Cả làng này, chưa có đứa nào đỗ đại học. Nếu mà mày đỗ thì bố mổ bò khao cả họ. Con nhớ đấy. Từ bấy, lão Huấn phụ bố lo cho em cái ăn cái học, rồi chăm sóc bố lúc về già. Thằng em được cái cũng sáng dạ, học đại học, rồi lấy vợ, đẻ con ngoài phố, được một thằng con trai. Cũng tựa như hai cái cây kia, lão chỉ như cây mít còi cọc, ít quả, chả mấy được ai để ý. Còn cây sấu thì cao vút, tươi tốt, nhìn từ xa ai cũng thấy. Mỗi lần vào mùa mít, Hành về, vợ lão bổ mít cho ăn, Hành cắn vài miếng. Vừa nhai nhồm nhoàm vừa chê, giống mít ngày xưa bố lấy ở đâu về trồng mà nhạt hoen hoét nhỉ. Nghe thế, lão chỉ gượng cười. Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Chỉ chưa đầy nửa tháng, một bức tường gạch bề thế đã xong, cao 1m8, trên cùng là một lớp mảnh chai, bao quanh khu vườn của Hành, chu vi rễ gần 200m, có cổng sắt bịt kín bằng tôn. Từ ngoài nhìn vào, cây sấu nằm gần bức tường nom như bị thấp hơn. Cây mít thì lút hẳn, chỉ còn nhìn thấy mấy cành đỉnh ngọn. Trước khi trở lại phố, Hành đưa cho lão Huấn chiếc chìa khóa bảo, bác ở nhà thỉnh thoảng trông nom vườn cho em. Bao nhiêu hoa quả, bác tự quản lý. Sau này em tính phá hết, rồi thả một vườn keo, chỉ 6 năm là thu hoạch, chứ để nó phí. Vợ chồng lão Huấn hạm hụi nhặt sấu. Trên cây là hai đứa con trai giỏi trèo, đều là con cháu trong họ cả. Vợ Huấn bảo, chúng mày lên hái hết cho bà, rồi tao cho ít tiền mà mua sách. Nói là nói thế thôi, chứ chúng nó là những đứa ngoan, không cho gì chúng cũng chả dám đòi. Với lại bà cũng đã có nhờ bố mẹ chúng rồi. Cái giống sấu rất giòn cành, y như giống nhãn. Các cháu phải cẩn thận kẻo ngã nhé. Những chỗ đầu cành thì lấy xào mà đập. Không được thì thôi, đừng có cố trèo ra, ngộ nhỡ, bà luôn mồm dặn thế. Bỗng tiếng rắc, tiếng lá ràn rạt, tiếng kêu thất thanh. Vợ lão Huấn hét lên, lão Huấn bủn rủn chân tay. Một thằng đang bám cành sấu trên cao hét vọng xuống, thằng Quý bị ngã rồi ông ơi. Đâu, ở phía ngoài bờ tường kia kìa, lão vội chạy vòng xuống cổng rồi mới ngược lên chỗ thằng bé ngã. Bà vợ Huấn rên rẩm chạy theo. Thằng bé bị lật một mảng da đầu, toe toét máu. Mặt nó tím dại. Thấy bà vợ Huấn khóc, nó lại nhoẻn cười. Lão Huấn gào lên gọi mấy người hàng xóm sang. Thì ra, khi thằng bé ngã lao xuống đúng đống gạch vỡ còn sót lại dưới chân bức tường mới xây. May mà thằng bé bị khâu 6 mũi, cho thuốc tiêm thuốc uống, yên rồi. Vừa thấy chồng về, bà vợ bảo, rõ khổ. Họa đâu tự dưng mang đến. Tôi đã bảo, Vợ chồng nó báu gì mấy chục cân xấu đâu mà phải hầu nó. Chỗ ấy có được 300 không? Trả đủ một lần vợ nó đánh móng chân. Nó thích nó đã về, đằng này gọi đứt lưỡi ra nó có về đâu. Từ nay, xấu có chín dụng, cũng mặc xác nó, ông đừng có ôm rơm nặng bụng, rồi có khi khốn vào thân. Lão Huấn chẳng dám nói gì, lúc sau lão bảo, thôi vẫn còn may. Chứ hôm nay nó lòi ruột ra đấy thì không biết rồi thế nào. Thôi thì tối nay, bà đi cùng với tôi đến nhà thằng bé, có nhời với bố mẹ nó, rồi còn tiền nong thuốc thang nữa chứ, tính sau. Nói xong, lão trộm nghĩ, chắc là có vía bố vía u lão đỡ cho chứ không thì khốn. Lão lật đật đi lấy mấy chén nước rồi vào ban thờ thắp cho bố u lão mấy nén hương, hú vía. Câu chuyện của gia đình lão Huấn và người em trai tên Hành kể về tình cảm cũng như những mâu thuẫn trong một đại gia đình nhiều thế hệ. Một câu chuyện có thể gặp ở bất cứ đại gia đình nào thời nay. Trước cơn lốc kinh tế thị trường, mảng đất hương hỏa cũng chính là nguồn cơn của những mâu thuẫn không hề nhỏ. Nhưng cuối cùng sự hòa thuận, nhẫn nhịn, giải quyết mọi tình huống một cách thấu đáo vẫn là điều quan trọng nhất. Chuyện ngắn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu và thông cảm trong gia đình. Việc xây tường rào giữa hai mảnh đất cha ông để lại có thể là hợp lý, nhưng cần sự thông cảm và hiểu biết giữa các thành viên trong gia đình để tránh cảm giác tủi thân và mâu thuẫn không cần thiết. Tới đây kênh Phú Quý Tài Lộc xin khép lại những nội dung chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Mến chào quý vị.